Chào bạn, thì mình thì sáng nay mình chưa có kịp cho cá ăn à, bây giờ mình ra mình cho có coi cá ăn thì cho cá ăn thì các bạn để ý thấy là trong cái này của mình cái con cá đẻ của mình nó đã nhảy ra ngoài mất tiêu rồi à, đợt trước á, thì con cá trước thì nó có đẻ ra được đây được mấy con cá con này các bạn đó, mà bây giờ con này nó ra nó dí à, nên là các bạn để ý một chút xíu nha, vì nhiều khi những con cá nhìn nó đang đi tìm á, có con cá này là nó ăn luôn á. Các bạn để ý là nhiều khi chúng ta vô tình không để ý là nó sẽ dứt luôn các bạn. Nhưng mà đặc biệt là những dòng mắt đỏ thì nó lại càng sẽ ăn con của mình nữa, cho nên là phải hết sức thận trọng. Nó hăng lắm. Mình phải vớt tụi cá con này, có một con nằm dưới đáy luôn. Cá con này nó chạy khắp nơi. Mình bỏ nó vào thì nó chảy ra đây, mình vớt nó ra để mình cho ra một cái hồ khác, cho ra một cái hồ khác để con này nó ở trong đây nó đẻ các bạn. Hôm qua cũng được gần chục con mà nó dứt hết trơn rồi, nó dứt hết trơn rồi, xưa giờ không thấy con nào hết. Nó lơ ngơ là nó sẽ bập ngay. Nó chết cha. Ừ, được 3 con rồi nè. Nên là mình đã cố tình để vô đây một cái ít trong này, mình tại vì nó cũng hay nhảy lắm. Tùy con nha, có nhiều con nó hiền nhưng mà có nhiều con nó hăng lắm, nó hay nhảy. Cho nên mình cố tình để đây ít trong rồi. Nên là vẫn có chỗ cho vẫn có chỗ cho tụi cá con núp. Được chừng nào thì hay chừng đó các bạn. Rau má mình đợt này nó đã lên này, nó đã lên rễ này, chừng nữa cái rễ này nó phát triển ra này đó các bạn thấy không? Chừng nữa cái rễ này nó phát triển ra dài á, đẹp lắm, mà nó sẽ trong nước nó sẽ hút những cái cặn bẩn này nữa. Nên là đó cũng là một trong những cái cây mà các bạn có thể tìm được bất cứ nơi đâu. Đó, rau má thì nhà ai cũng có, không thì ra chợ mua về nấu canh xong rồi còn ít thì bỏ vô, nó cũng sẽ lên thôi. Đó, nó ra rễ này các bạn, đẹp lắm bạn. Này, nó ra rễ nước nha. Đó, mai mốt ra nhiều thôi, được mình trồng nó ra đầy cái hồ hết đẹp, mà nó hút được cặn bẩn của hồ nữa, nên là sau chừng nữa cái chậu này nó sẽ bung hết ra đây, sẽ rất là đẹp luôn. Mình vớt được có 3 con à, còn con cá này được cái nào hay cái đó thôi chứ không mà. Nói bạn thì bạn để ý nha, nhiều khi mình quên đấy đó, như lúc sáng thì mình đi mình đâu có để ý đâu, mình cứ nghĩ là chưa cho nó ăn thôi. Mùa này tự nhiên nó nổi gió nên là mình không có cho ăn sớm, mình cho ăn trễ hơn. Rồi được 4 em, mình sẽ cho nó vào cái hồ. Mình đã chuẩn bị sẵn rồi, các bạn nên chuẩn bị trước, chuẩn bị sẵn đây cho mày vào đây đó. 4 con thì ở cái hồ này thì tha hồ rồi, dư rồi đó. Chừng nữa cái trong này nó sẽ lên nhiều, nó sẽ kín cái xin cái mặt nước lại thì mình sẽ cho nó ăn ở trong này. Các bạn thấy không? Ok, ổn áp không, nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà nước rất là trong luôn. Các bạn hãy bạn luôn sau nha. Bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình. Bye bạn nha.